Tiếp tục đến với bộ phim Tây Hành Kỷ. Ở các tập trước, nhóm người Đường Tam Tạng đã đụng độ cổ lòng. Người đầu tiên động thủ là Sa Ngộ Tĩnh. Hắn tạo ra một vòng lốc xoáy bao vây lão ta vào bên trong. Nhân cơ hội lão ra bị khống chế, hắn liền nhanh tay định chộp lấy Ngao Linh. Đúng lúc sắp cầm đồ vào tay thì cổ lòng đã thoát khỏi vòng vây. Lão nhanh như chớp lao lên túm đầu Sa Ngộ Tĩnh đập xuống đất liên tục. Lão cho biết mấy trò vặt như hóa thân phi trùng này cũng mơ tưởng giấu được ánh mắt. Kết quả là không những không lấy được Ngao Linh mà Sa Ngộ Tĩnh còn bị ăn hành sấp mặt. Vừa mới hạ gục được một kẻ thì kẻ tiếp theo là Chư Bát Giới cũng động thủ. Hắn vừa lao tới vừa không quên giới thiệu tên tuổi, đồng thời tuyên bố sẽ cho cổ lòng ăn một cầu. Cứ như vậy, cây bồ cao trên tay Chư Bát Giới liên tục xoay vòng rồi bổ xuống người cổ lòng. Cổ lòng nhanh tay sử dụng cây gậy của mình đón đỡ rồi ném Chư Bát Giới bay về phía Đường Tam Tạng, khiến hai thầy trò đụng nhau nằm ngã ngửa. Tới đây thì trận chiến tạm thời dừng lại. Ngao Tuyết nhìn thấy thế cục này vô cùng hoảng sợ. Đường Tam Tạng chậm rãi đứng dậy, bộ mặt tức giận. Suýt chút nữa là cứu được người rồi. Ngao Tuyết định bỏ đi và nhưng lập tức đụng độ Tiểu Vũ và Bạch Lăng, điều này làm hắn càng thêm hoảng sợ. Bạch Lăng nhiệt huyết đầy mình, cậu ta cho biết tiếp theo đây phải cứu về bằng hữu của hắn, cho nên phải khổ chiến một trận rồi. Lời này làm cho Ngao Tuyết bất ngờ, rốt cuộc là tình huống gì đây? Dường như là đám người Đường Tam Tạng đã có chuẩn bị từ trước. Cổ Long lên tiếng, tiết mục sư đồ đoạn tuyệt lão đã xem đủ rồi, bây giờ cũng nên hoạt động gần quân một chút. Thì ra mọi chuyện đã bị lão ta nhìn thấu, Đường Tam Tạng cúi chọc giận Ngao Tuyết để thu hút sự chú ý, sau đó âm thầm để Sa Yêu hóa thân phi trùng tiếp cận mưu toàn cứu đi Ngao Linh. Phương pháp rất tốt, chỉ tiếc là dùng sai đối thủ mà thôi. Dù là vậy thì lão vẫn cảm ơn đám người Đường Tam Tạng đã ra sức biểu diễn. Chít còn lừa được một thằng ngu, lời này chính là đang ám chỉ Ngao Tuyết. Đường Tam Tạng nghe vậy liền ra ý kiến khác, nếu đã không thể dùng trí, muốn cứu Ngao Linh thì chỉ có một cách là đánh bại lão ta rồi cướp người về. Ngao Tuyết nghe sư phụ chất vấn liền bối rối, hắn chậm rãi tiến lên, định đi theo phe của Đường Tam Tạng. Vậy nhưng vừa mới bị Cổ Long liếc một cái đã hoảng sợ lùi lại. Cổ Long thấy vậy liền tán thưởng, hiểu được kính sợ mới có tư cách sống sót. Bạch Lăng nhận ra Ngao Tuyết thực sự sợ lão Long Nhân kia, mà bàn mặt của lão lại khiến Chư Bát Giới khó chịu. Lão ta nghe xong vẫn mỉm cười, nếu chân thân của Vĩnh Hằng Chi Hỏa đã xuất hiện, vậy thì không cần thiết lãng phí thời gian nữa. Đường Tam Tạng nghe vậy liền tỏ vẻ hiếu chiến, thế thì tới luôn đi. Lời vừa dứt, các thầy trò cũng đồng loạt lao tới. Đường Tam Tạng và Chư Bát Giới tấn công cận chiến, ép cho Cổ Long phải giơ hai tay phòng thủ. Kế tiếp là Bạch Lang, cậu ta hồ biến ra Long Hồn rồi lao thẳng tới. Cổ Long nhanh chóng kêu gọi sấm sét, đồng thời điều khiển cây gậy cùng mình ngăn cản. Mặc dù lấy 3-1, thậm chí toàn là thanh niên trai trắng úp sập một lão già gầy gộc, vậy nhưng kết quả vẫn là bị lão già đẩy lùi. Lão cho biết đám người Đường Tam Tạng đã quá chủ quan rồi, tất cả mọi người lỗ mãng tiến công sẽ chỉ thua càng nhanh hơn. Lão tiến lại gần Tiểu Vũ dọa cho nàng ta sợ chết khiếp. Tuy nhiên, đúng lúc cánh tay Cổ Long định bắt giữ nàng thì Sa Ngộ Tĩnh đã động thủ. Sa Ngộ Tĩnh sử dụng phép thuật của mình trói chặt hai tay lại một chỗ, sau đó rút kiếm lao lên. Cổ Long nhanh chóng phá tan khống chế xương ngăn cản. Mặc dù chỉ thoáng đẩy lùi được lão già này về sau, vậy nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khoảng cách và thời gian để cho Sa Ngộ Tĩnh mang Tiểu Vũ ra phía sau đám người Đường Tam Tạng. Lần nữa bị ngăn cản, Cổ Long tỏ vẻ rất không vui, lão đã bỏ quên mất tên Sa Yêu này. Dựa vào điểm yếu chống lại sẽ không có kết cục tốt, lời này chính là đang răn đe Sa Ngộ Tĩnh. Lão quay về phía Ngao Tuyết nhắc nhở, sau khi chuyện thành công sẽ tự khắc trả Ngao Linh lại cho hắn. Công việc của hắn bây giờ là chiêm ngưỡng sự vĩ đại chân chính của Long Nhân là được. Nói rồi, thân thể cũng bộc phát ra sấm sét. Ngao Tuyết chứng kiến cảnh tượng này thì nghẹn họng không biết nói gì. Đường Tam Tạng suy đoán kẻ có thể dọa được Ngao Tuyết thành bộ dạng này quả thật rất ít gặp, vậy nhưng lão vẫn tin tưởng Ngao Tuyết sẽ đứng về phía mình. Kế hoạch là Chư Bát Giới, Bạch Lăng sẽ nghĩ cách giúp Đường Tam Tạng tới gần Cổ Lòng, chỉ cần có thể tới gần, dù là cưỡng đoạt cũng phải cướp về. Nói rồi, cả đám cũng lao lên, hai người tấn công trực diện buộc cho lão già phân tâm. Chỉ cho có vậy, Đường Tam Tạng liền lao tới ôm chặt khiến lão ta không thể hành động. Nhân lúc đó, Sa Ngộ Tĩnh hiện ra đoạt lấy Ngao Linh, vậy nhưng bị một cú bộc phát thực lực của lão ta đánh bay đi. Cứ như vậy, lần lượt Chư Bát Giới và Bạch Lăng đều lao tới cướp đoạt vậy nhưng đều không thành công. Bị khống chế như vậy, Cổ Lòng cũng không quên cảnh cáo Đường Tam Tạng, không có Long Hồn cũng dám cứng rắn chống lại lôi điện của Long tộc, đúng là quá to gan. Đường Tam Tạng nhất quyết không chịu buông tay, ông kêu gọi Ngao Tuyết động thủ. Ngao Tuyết nghe vậy vẫn chần chừ. Rất nhanh sau đó, Đường Tam Tạng cũng đuổi sức, ông nhanh chóng bị Cổ Lòng túm cổ, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Dù như vậy thì ông ta vẫn cố chấp. Điều này làm cho Cổ Lòng tức giận, nếu đã như vậy, lão đành phải thành toàn, chết dưới thiên lôi cũng không tính là quá tệ. Ngao Tuyết thấy vậy liền yêu cầu Đường Tam Tạng buông bỏ cố chấp, sẽ mất mạng đấy. Nhìn thấy sự cố chấp đó, Ngao Tuyết tức giận lao lên định đấm vào mặt sư phụ. Tuy nhiên người bị ăn đòn lại chính là Cổ Long. Thì ra tên này miệng nói một đằng vậy nhưng lại làm một nẻo. Nhân lúc lão ta đang bị choáng váng, Sa Ngộ Tĩnh dùng phép huyễn hóa ra sợi xích khổng lồ cuốn chặt lấy lão ra lại một chỗ. Ở đầu xích bên kia cũng đã buộc chặt một tảng đá khổng lồ. Chư Bát Giới nâng tảng đá lên rồi mỉa mày, chết dưới vực sâu vô tận cũng không tính là quá tệ.
hắn sẽ không khách khí tiễn lão một đoạn đường. Nói rồi, hắn ném tảng đá xuống dưới vực, thân thể Cổ Long cũng theo đó mà rơi xuống. Tới đây thì mọi người được thở phào nhẹ nhõm. Ngao Tuyết tỏ vẻ thất vọng, vậy nhưng sau khi nhìn thấy Ngao Linh trên tay Đường Tam Tạng, hắn liền vui vẻ, tình nghĩa thầy cho lần nữa được hàn gắn trở lại. Trong lúc bọn họ đang thả lòng vì đã thoát được một kiếp thì Ngao Tuyết đã lớn tiếng yêu cầu di chuyển. Hắn cho biết đây chỉ có thể tạm thời ngăn cản Cổ Long mà thôi. Bọn họ cần phải thoát đi trước khi lão già quay lại. Cả đám nghe vậy liền vội vã di chuyển. Theo kinh nghiệm, bọn họ không nên đi lại trên vùng đất này vào buổi tối. Vậy nhưng bây giờ chẳng ai muốn quan chuyện đó nữa. So với yêu quái vực sâu thì Cổ Long rõ ràng đáng sợ hơn rất nhiều. Chú Bát Giới nghe vậy vẫn không quên khoác lác. Nếu mà đánh thật, hắn cũng chưa chắc sợ lão già đó. Việc trước mắt cần làm là chạy thoát. Lúc đó lão ta muốn tìm lại cũng không dễ dàng gì. Dù sao mục tiêu của đám người Đường Tam Tạng cũng đã đạt được. Ngao Tuyết tò mò hỏi thăm chuyện ban nãy. Đường Tam Tạng nhớ lại, từ sau lần tra hỏi, ông đã cảm thấy hắn có vẻ mờ ám nên đã ra ám hiệu với Sa Ngộ Tĩnh. Lực là ám hiệu của bọn họ, đột nhiên sử dụng ám hiệu tất có tình trạng đặc thù. Lão suy đoán mục tiêu của hắn là Tiểu Vũ. Mặc kệ là có ý gì thì cũng phải nhớ kỹ rằng bản tính của hắn không xấu. Phạm sai lầm không phải đáng sợ nhất mà là ngu ngốc. Cho nên vào lúc yêu quái trong vực sâu đi lên, bọn họ đã đánh cháo Tiểu Vũ. Lúc này bọn họ cũng đã di chuyển được một đoạn khá xa, vậy nhưng Sa Ngộ Tĩnh vẫn nhắc nhở không nên chủ quan. Hắn cảm nhận được xiềng xích pháp thuật đã bị phá vỡ. Lão ta rơi không đủ sâu, phải sâu hơn một chút mới có thể rơi xuống một thế giới khác, không thể quay đầu. Vừa nói tới đây, mặt đất lập tức rung động, ngay sau đó một cột lốc xoáy có kèm theo sấm chớp hiện lên. Rất nhanh sau đó, Cổ Long cũng xuất hiện, bộ mặt vô cùng tức giận. Lão cho rằng bản thân mình đã quá nhân từ rồi, lui khỏi vân ngoại thiên quá lâu, lâu tới mức làm người đời quên đi kính sợ. Nhất là Ngao Tuyết, lão từng cứu hắn một mạng, vậy mà bây giờ lại phản bội, đẩy lão vào vực sâu. Lão từng nói rằng, kẻ phản bội ta sẽ chết rất thảm. Ngao Tuyết nghe xong liền lấy hết can đảm nói ra, dù sao bây giờ Ngao Linh đã được cứu ra, hơn nữa bọn họ có 6 người, cùng lắm thì liều một mạng. Đường Tam Tạng nhanh chóng chen vào cuộc nói chuyện. Ngao Tuyết là người của ông, vậy mà lão lại kêu hắn đối phó với đồng bạn, như vậy mới gọi là phản bội. Huống hồ lão muốn thôn phệ vĩnh hằng chi hỏa, có phải cần được bản thân cô ta đồng ý hay không? Tiểu Vũ nghe vậy nhanh chóng đứng ra tuyên bố, lão muốn ăn nàng, đó chính là cốc kè đòi ăn thịt thiên ngòm. Những lời này làm cho Cổ Long tức giận, quả nhiên phải đích thân lão ra tay mới xong chuyện. Vậy thì sẽ để cho bọn họ xem thử thế nào mới là sông chân chính. Nói rồi, lão ta cũng bộc phát thực lực, tạo ra gió lốc cuốn bay mọi thứ xung quanh. Cảm thấy không ổn, Ngao Tuyết lập tức lao tới, sử dụng long hồn tặng cho đối thủ một đấm sấm sét vào ngực. Đáng tiếc là chiêu này không có chút tác dụng, sức mạnh của hắn cũng là do Cổ Long ban cho. Hơn nữa, lão còn là tổ tông của Lôi Điện, ở trước mà dùng chiêu này mới đúng là không lượng sức. Rất nhanh sau đó, Ngao Tuyết cũng bị ăn hành ngập mồm. May mà có chú Bát Giới hỗ trợ kịp thời, kết hợp với Sa Ngộ Tĩnh căn thời gian đánh lén vậy nhưng đều vô dụng. Nhân cơ hội lão chủ quan, Đường Tam Tạng lập tức xông tới tặng cho đối thủ một cú đấm bay ra xàm. Tới đây thì gió xoáy cũng ngừng lại, chỉ có điều vừa mới ngăn cản được Cổ Long thì lại tới lượt ám hồn xuất hiện. Cả đám còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã phải đứng dậy chuẩn bị nghênh địch. Chuyên cảnh phim, tại hang ổ của Đế Tích Thiên, cả đám đang vô cùng vui mừng. Sát Tâm đang truy nã ám hồn quy mô lớn ở thiên giới, kể cả thần tướng. Phần lớn thiên chúng có thực lực đều bị giam giữ. Sau khi chuyện thành công, Đế Tích Thiên sẽ tự tay giết chết hắn. Chờ sau khi đám thiên thần ở trong tù lao này hoàn toàn biến mất, thì cũng tới lúc biến thiên cung thành một màu tối tăm. Cùng lúc này, Tôn Ngộ Không đã đột nhập vào bên trong nhà giam, nơi đang giam giữ Tam Nhãn Thần Tướng. Nhìn dáng vẻ khổ sở của hắn, Tôn Ngộ Không vô cùng thích thú. Cậu nhanh chóng nhảy tới trước mặt Sơn Miềm Mày. Lúc ở thiên cung nhìn thấy bọn họ bắt người nên cậu liền tới đây xem thử có tên nào bị xui xẻo. Không ngờ rằng kẻ trung thành số một thế giới như Tam Nhãn, thế mà cũng thành tù nhân. Nhìn vào tên tiểu tử đang chế nhạo này, Tam Nhãn liền cảm giác được một sự quen thuộc. Vậy nhưng mà hình dáng lại quá trẻ trâu. Tôn Ngộ Không nghe hỏi thăm liền nói ra lai lịch của mình. Tới đây thì Tam Nhãn cũng rõ ràng mọi việc. Đại yêu sáng thế quả như là Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên bây giờ cậu đã trùng sinh, vậy nhưng mối thù chặt đầu năm đó vẫn còn nhớ dài lắm. Hay là bây giờ tính toán rõ ràng nợ nần một lượt luôn. Nói rồi, cậu cũng vung gậy định bổ nát đầu Tam Nhãn, tuy nhiên cậu ta lại ngưng chiều giữa chừng. Hành động dừng lại này khiến hắn ngạc nhiên, cậu thẳng thắn cho biết, việc thừa nước đục thả câu, chuyện đi thì không hay. Mặc dù hai bên có ân oán khá rõ ràng, vậy nhưng giữa hai người lại có một điều gì đó kết nối với nhau. Tam Nhãn nhắc nhở, bất luận cậu tới thiên cung là có mục đích gì. Vậy nhưng tình hình bây giờ rất phức tạp, thức thời thì nên mau chóng rời đi. Tôn Ngộ Không nghe vậy vẫn bình thản, cậu sớm đã có chuẩn bị, nào có dễ dàng bị bắt như vậy. Hắn bây giờ cứ từ từ ngồi tù đi, nếm trải mùi vị của cậu trước đó bị đám thiên cầu cầm tù. Tam Nhãn nghe xong vẫn kiên quyết, hắn tin tưởng Sát Tâm, cho nên hắn vẫn ngồi ở đây chỉ là tạm thời mà thôi. Nói tới đây thì tập phim cũng đã hết rồi, hẹn gặp lại mọi người ở lần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem, xin chào và hẹn gặp lại.